sắp đến giờ ăn rồi mà còn ngồi đấy điện cả thoại. Thì đang xem ăn gì bây giờ đây? Tìm món ăn ngon ở trên điện thoại á? À quên, có giáo sư biết tốt đây rồi nhờ. Ăn gì thì ngon bây giờ không? Thì hôm nay tôi sẽ cho ông đi ăn một món mới mang tên là lẩu kem. Đùa à? Đã lẩu còn kem, đã kem còn lẩu á? Thế mới hay. Nhắc đến lẩu, thông thường nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chiếc nồi khói bốc nghi ngút. Thế nhưng lẩu kem thì hoàn toàn khác nhá. Anh ơi, mỗi một set kem như thế này thì có bao nhiêu vị tất cả anh? Một phần kem này của mình sẽ có 9 hương vị kem khác nhau em nhé. À, thế tại sao nhà mình lại gọi là lẩu kem ạ? Vì nó là kết hợp với 9 hương vị kem khác nhau, kết hợp với tất cả các nguyên vật liệu để ăn kèm với cái phần lẩu kem này. Và đặc biệt nhất là nó sẽ có một cái nồi lẩu được đun trên cái ngọn nến đèn cồn. Thế ở trên đấy là đun cái gì ạ? Nó đun cái sốt sô-cô-la này em nhé. Hóa ra cái phần sô-cô-la nóng chảy chính là nước lẩu. Đúng rồi. Bát nước lẩu sô-cô-la được giữ nóng chảy bởi ngọn lửa nhỏ. Còn các nguyên liệu khác được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Các loại trái cây theo mùa như dưa lưới, chuối hay cherry càng làm cho món lẩu này thêm hấp dẫn. Không chỉ có kem mà còn có rất nhiều những thứ khác ăn kèm, ngon lắm đấy. Ngon thì cho xin một miếng nào. Ông ăn rồi thì lần này để tôi ăn với chứ. Những vị khách của quán kem dù nhỏ, dù lớn cũng vô cùng thích thú với món ăn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải thử mấy vị kem này trước đã. Theo như hướng dẫn của anh chủ quán thì chúng ta không nên nhúng kem vào trong phần sô-cô-la này các bạn ạ. Mà chúng ta phải dưới từ từ sô-cô-la như thế này lên kem. Đấy. Sô-cô-la bắt đầu đông lại rồi này. Trông như một viên kem bọc sô-cô-la vậy các bạn ạ. Rất là đã này. Các bạn có thèm không? Mát quá. Kem còn sô-cô-la, sô-cô-la lại bọc kem. Đấy, rất là hay. Dưa lưới bọc sô-cô-la. Xuất sắc đấy. Có lẽ đây chính là món lẩu duy nhất mà bất kỳ ai ăn cũng phải suýt xoa vị lạnh. Nếu các bạn muốn thử cảm giác ăn lẩu đặc biệt này thì hãy thưởng thức ngay nhé. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.